Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo thông tin về lễ khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn và khai mạc tuần lễ hoạt động chào đón năm mới 2024 với chủ đề Hội tụ Thủ Đức. Công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, có diện tích gần 20 hecta, có 13 hạng mục chính như khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, cải tạo bến, cầu tàu, cánh đồng hoa hướng dương, đài phun nước, cầu đi bộ, cầu ôm cây cải tạo mới. Riêng công viên có chiều dài khoảng 600 mét, bề rộng trung bình 40 mét, kéo dài từ phạm vi bến tàu đến đường hầm vượt sông Sài Gòn, được thiết kế bắt mắt, thân thiện với thiên nhiên, môi trường, gồm hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng. Trong giai đoạn 1, có nhiều hạng mục được đưa vào sử dụng và phục vụ như cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200 m2 được bố trí khu vực ven bờ sông và phía sau đền thần An Khánh. Đợt 1 để kịp đón Tết Dương lịch 2024, số lượng khoảng 15.000 cây. Đợt 2 trổ hoa đúng dịp Tết Nguyên đán với số lượng khoảng 20.000 cây. Chuỗi bè nổi thủy sinh, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng. Tuần lễ hoạt động chào đón năm 2024, chủ đề Hội tụ Thủ Đức sẽ chính thức khai mạc tại công viên bờ sông Thủ Thiêm từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024, đánh dấu chủ sự kiện đặc sắc chào mừng năm mới của thành phố Thủ Đức. Với tên gọi Hội tụ, tuần lễ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động giải trí và kết nối cộng đồng đặc sắc. Bên cạnh đó, tên gọi của sự kiện còn mang lớp ý nghĩa, những tinh hoa, sắc màu, âm thanh đẹp đẽ sẽ cùng nhau hội tụ tại thành phố Thủ Đức, điểm đến giao thoa giữa tính di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại.